Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có quyết định bổ sung kinh phí đợt 3 cho các địa phương 65 tỷ đồng hỗ trợ kinh phí tiêu hủy lợn mắc dịch tả lợn châu Phi. Theo đó, huyện Phù Cừ được hỗ trợ 5,5 tỷ đồng, huyện Tiên Lữ 4,4 tỷ đồng, huyện Kim Động 5,4 tỷ đồng, huyện Ân Thi 9,7 tỷ đồng, huyện Quế Châu 10 tỷ đồng, huyện Văn Giang 6,6 tỷ đồng, huyện Yên Mỹ 10,9 tỷ đồng, huyện Văn Lâm 8 tỷ 650 triệu đồng và thị xã Mỹ Hào 3 tỷ 850 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các địa phương chủ động hỗ trợ từ nguồn ngân sách cấp trên và các nguồn lực khác của địa phương, nguồn huy động hợp tác khác để kịp thời xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh các ổ dịch mới cũng như kịp thời khôi phục sản xuất.